Hello, xin chào anh em. Bên em xin gửi thêm đến anh em một dòng sản phẩm quạt treo tường hàng Nhật xuất các bạn nhé. Đến từ ba thương hiệu rất nổi tiếng về cái dòng sản xuất quạt, đó là La Tiona, KDK và Panasonic. Tất cả các thương hiệu này đều là sử dụng đến áp 220V, xuất sang thị trường châu Âu, cánh nhôm từ 35-40 và là dòng hạt quạt treo tường các bạn nhé. Thì giá cả dao động từ tầm 850.000 đến 1.2 triệu các bạn nhé. Nó khác nhau ở những điểm gì? Nó khác nhau ở cái size cánh đấy, nó khác nhau ở cái chế độ túc măng. Có những con túc măng nó bị mòn manh răng rồi thì bên mình sẽ bán giá rẻ đi cho anh em đấy. Còn những em nào hoạt động hoàn hảo thì sẽ giá cao lên một chút các bạn nhé. Thì một số anh em cũng lăn tăn sao quạt cũ mà nó lại đắt thế vậy, thì thực tế nguyên bản nhập nó đã cao anh em ạ. Đấy, bên mình nhập về đây cộng tất cả các chi phí nó tầm hơn 700.000 rồi. Đây, chưa tính những con bị vấn đề chết rồi, bị vỡ ABC các bạn nhé. Đấy, nên giá thành trung bình nó phải tầm trung bình 1 triệu cộng trừ tùy con các bạn nhé. Đấy, thì nếu mà nhập rẻ thì 100.000-200.000 thì bên mình chỉ bán thì tầm 300.000-400.000 thôi. Đấy, không bao giờ phải bán cao thế cả. Vừa khó mua và lại tỷ lệ là vấn đề phát sinh thì khắc phục nó khó. Đấy, mua rẻ thì bên mình sẽ bán rẻ thôi, không thì nên mua đắt là bán rẻ hoặc mua rẻ bán đắt cả các bạn nhé. Đấy, nó tùy hợp vào việc kinh doanh để có lãi một chút. Thì chia sẻ cho anh em, những anh em nào mà chưa sử dụng đấy, hoặc một số anh em cũng có hỏi qua cái quạt bên em thì thấy ổ sao đắt thế, những cái quạt treo tường ở ngoài nó chỉ có 200-300.000 thôi. Vâng, thì chính xác đều thế. Những cái quạt treo tường, những phong man điện cơ ở ngoài các bạn mua thì giá rất là bình dân thôi, tầm 300-400.000 anh em cũng là sửa một quạt treo tường rồi. Đấy, còn cái dòng này thì nó khác một chút. Thứ nhất nó là thương hiệu, ba thương hiệu rất nổi tiếng. Thứ hai là cánh nhôm và thứ ba là hệ thống củ của nó cực kỳ bền bỉ. Những cái con mà bên mình đã vệ sinh sơn xịt và lên hình cho anh em này thì cái niên đại của nó, cái thời điểm này nó khoảng tầm gần 20 năm các bạn nhé. Bắt đầu từ năm 2005, 2006, 2007 đấy trở về đây. Đấy, có con đến 2010 thì về đây nó cũng mới tầm 20 năm rồi, mình gọi là 20 năm cho anh em. Đấy, thì 20 năm đến thời điểm này nó vẫn hoạt động ok, thì anh em thấy cái chất lượng sản phẩm như nào. Đấy, nên là nó đắt nhưng mà sắt ra miếng các bạn nhé. Ok, thì đây là cái củ, mình quay luôn cho anh em xem cái củ. Nên tất cả các hàng quạt treo tường có củ đều như này các bạn nhé. Nếu mà hàng chạy bi, nó có hai dòng, dòng chạy bi là cái dòng như này, nhìn bạn nhìn trục bi này, bi 608 nhá. Còn nếu chạy trục bạc thì nó nhô lên, nó như khoảng 100V ấy, nó chạy một cái trục bằng cái bạc như này. Còn bi thì nó có hai vòng, bi vòng trước vòng sau. Thì hai thằng này đều ưu vào nhược điểm. Cái dòng chạy bằng đấy, thằng chạy trục bạc thì nó êm mái hơn. Thế nhưng mà nếu về lâu về dài nó hỏng thì sẽ thay thế thì chứ nó khó. Còn dòng chạy bi thì nó dễ thay thế vì dòng bi 608Z này, anh em nào có tay nghề có thể thay được hoặc mang các quán thay. Một đôi vòng bi nó chỉ tầm 30-40 thôi là hàng đẹp rồi. Đấy, nhưng mà nó sẽ ổn hơn một chút anh em nhé. Nên là thực ra cái cành cánh bọn dòng này nó chạy cánh 35-40 chuyên để phòng khách và phòng làm việc thôi. Nên là nó sẽ ổn một chút là không sao cả. Nhưng mà so với cái dòng phong nan điện cơ thì hơn rất là nhiều. Thì cái nó hay bị bánh răng này, cái bánh răng lâu ngày 20 năm nay thì cái bánh răng ấy, bánh răng nhỏ, bánh răng to này nó hay bị mòn. Đấy, thế nên là các bạn nếu mà có điều kiện anh em ra những chỗ bóng bóng sắc vụn ấy thì nó hay cái dòng xác và dòng bà tháo của hàng xuất Ba La hoặc Carica các bạn mua. Thế mình cũng đi tìm nhưng mà tìm số lượng nhiều nó không có, nên mình sẽ bán rẻ đi cho anh em về. Nó sẽ hỏng cái bộ rồi, nó sẽ giòn cái nhựa này là một này, hoặc là cái bánh răng này. Thì khi bạn ra bạn mua nó cho cả cái bộ, bạn nhấc ra ấn vào là xong các bạn nhé, nó là chuẩn chung rồi, size chung rồi. Thì hiện tại anh em bên đang có dòng cánh thì cánh 35 này đấy, và các dòng còn lại là cánh 40. Đấy, lướt qua cho anh em thôi, anh em nào cần báo mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn luôn. Đấy, cánh 40. Cái đai này gần như quay nào về là vỡ hết nên các bạn nên vứt ra thôi, hoặc để trang trí thôi. Vì cái đai khi bạn lắp vào nó không, nó bị giòn, vô tình nó vỡ nó mất thì nó sẽ rất là nguy hiểm, nó rơi lòng xuống, nó vào cánh, nó cong cánh, cánh nhôm mà gia tốc rất là lớn. Đây là các bạn có lịt thế nào cho mình còn an toàn hơn là nếu dùng cái đai nhựa bị gãy các bạn nhé. Các bạn phải mua cái đai khác, bạn trai của gia cố trang trí mà an toàn thôi. Đấy, có thì La Tiona này, Carica này, những con nào mà bị giảm màu bình ăn sơn xịt là đẹp như này, còn con nào mà sơn còn tin thì mình để nguyên. Đây là con Carica này,
Mình sẽ đánh mã số lần lượt và sẽ lên video cho anh em cùng coi một luôn. Đây là Panasonic này, đây mã số 3 này. Đây là Macarica này, mã số 4 này. Những cái lồng cánh, lồng này thì mình đã sơn xịt qua một chút, còn cái phần cánh thì là mình để nguyên. Anh em nào muốn nó sạch sẽ về có thể ráp hết cái sơn đi, sơn lại vì làm cái cánh mất thời gian lâu, nó tỉ mỉ. Anh em về tự vệ sinh thêm các bạn nhé. Thì có những con túc lăng nó bị lỗi, gọi là lỗi hoạt động nó chập chờn thì mình sẽ ghi rõ, và con nào mà túc lăng hoạt động hoàn hảo mình sẽ ghi rõ luôn cho anh em. Đấy, ví dụ con nào mà túc lăng hoạt động mình sẽ ghi rõ này. Đấy, bị túc lăng này. Đấy, bán công khai luôn cho anh em tình trạng như nào. Con này nó bị túc lăng này. Đấy, là túc lăng nó bị lỗ rồi, mình chưa có cái chưa đi lấy được cái mua để vì nó nhiều mình lỗi quá. Ok, anh em cần lâu cho mình qua số điện thoại 0979 665 264.